Thank you.
từ từ cái nó bổ cái này là chúng ta làm cái đấy ăn vinh cho ở trong bình thường là chúng ta mua sẵn là cái tài liệu bàn thờ một số cái thứ gì nguyên trạng của một số thì cái là có tay nó không biết gốc hiện tại cái mới nhưng mà là hôm nay là làm cái đấy ăn vinh cho nhà thờ bổ thì trước mắt là xin mời các bạn là tức là thông hai cái cô với lại sân lầu. Đấy, và cho những người giờ ta lại là chuyển được cái tác môn cho những người bây giờ thấy là nếu có sai sót thì phải làm học cái tinh thần thì báo cáo các cụ trong những giai đoạn vừa rồi cũng là thì đã xin đi cụ đã thông báo là coi làm cái thông báo tức là đây là khu để phần kiến cúng mọi người trong cái đợt hai này lăng mộ bản vương khu của một lầu chỗ cô ở chùa đấy là một cái kính và cái thứ hai là và không theo tinh thần ủng hộ của mọi người cũng cũng tức là hảo tâm của mọi người trong đó ấn công thì nó dễ cái thứ hai sau đó tức là khi triển khai rồi kiếm cúng cái thần thờ tổ thế nên chúng ta và nhất trí là thành ra nó lại ở như vậy cũng là một cái thế thế thì cái phần thế này các cái vấn đề tức là phần thu thì sau báo cáo được phần thu là ở các ngành các chi thế là được mọi người tham gia ủng hộ trong cái này và cũng phải trước hết là cảm ơn các cụ công các bà là ta có nhiệt tình trong cái này và đoàn kết nhất trí trong cái này quá quá thế sau đây là cháu đi đọc cái này tiền các ngành